Dạ vâng, mình xin giới thiệu đến anh chị một con xe Hyundai Accent 2021 số sàn vừa mới về tại ô tô Duy Tâm, xe màu trắng ca mai nha anh chị. Chủ đã đầu tư cái xe lên khá là nhiều đồ. Bản này thì là bản bay, nó sẽ là mâm sắt nhưng mà chủ người ta lên mâm nhôm, hợp kim nhôm rồi, và lên một cái màn hình Android cam trước sau đầy đủ, rồi dán phim cách nhiệt, rồi bọc ghế da, bọc trần, mà đăng kiểm mới. Riêng cái chất lượng xe này cũng như là cái kiểu dáng xe này thì anh chị nhìn chung á, là không có một cái điểm chê nào luôn. Tâm thấy là cái xe gia đình người ta đi rất là kỹ, cái tầm tài chính người ta ít thì người ta mua bản bay chứ không phải là cái này là chạy dịch vụ hay gì hết á. Một chủ mua mới, biển số đẹp luôn, 3/12/12. Xe này ở thành phố Tây Ninh anh chị. Chủ xe ký ủy quyền trong phạm vi ngắn để lấy lại biển số để mua xe mới. Còn riêng cái phần chất lượng xe này thì Tâm nhìn chung là một con xe chuẩn đẹp anh chị ạ. Nước sơn rin nó còn nguyên xe luôn. Sơn rin thì còn khoảng trên 90% là nước sơn của nó. Và không có một điểm trừ, không có một lỗi lầm nào hết. Từ keo chỉ, khung gầm, động cơ, hộp số là nguyên bản hết anh chị. Một chủ từ đầu 2021 lăn bánh chuẩn ở đô là 40.000. Bên Tâm để là 345 triệu anh chị nhé. Xe đẹp lắm. Màu trắng ca mai mà cái chất xe nó cứng lắm anh chị. Thì xe ở Tây Ninh, xe ở Bình Dương, xe ở Đồng Nai là những cái nơi đó là cái chất xe nó đẹp anh chị. Anh chị nhìn kỹ cái xe này, duyên lắm, cực kỳ đẹp luôn. Và nội thất thì bọc lại ghế da hết rồi, sạch lắm nè. 345 triệu anh chị sẽ sở hữu được con xe Hyundai Accent mẫu mới nha, được trang bị khá là nhiều đồ, không có thiếu cái thứ gì hết á. Giờ về là anh chị đi phải 2 năm nữa mới bắt đầu đi đăng kiểm, còn hiện giờ là nó sẵn sàng hết rồi. Vô lăng không có một tí gì gọi là mòn sờn luôn. Và chất xe đẹp, odo đi ít 40.000 anh chị. Màn hình camera trước sau, máy lạnh lạnh tốt, nội thất đẹp, có bảo dưỡng hãng nha, bảo dưỡng hãng chuẩn anh chị, 40.000, nhắc bảo dưỡng tới 45.000 anh chị. Cái này nếu mà bảo hành hãng 5 năm thì nó tới 2026 lận. Chất xe nè anh chị, nhìn chung cái xe nó duyên và cực kỳ đẹp anh chị ạ. Nhìn cái xe mình cũng có thể đánh giá phần nào được coi chủ có kỹ hay không nha. Xe này thì chủ quá kỹ rồi. 21 thì có cửa gió ở hàng ghế sau làm mát nhanh hơn. Và bên Tâm bán là 345 đó anh chị. Nếu chị mua xe này về đi dịch vụ nè, Grab, Grab đâu nè là cũng nhanh thu hồi vốn lắm. Bởi vì bản thiếu với bản đủ thì khung gầm động cơ chả khác gì nhau, chỉ khác option thôi. Đó, bản đủ thì nó có bản đủ thì nó có thêm mâm đúc, nó có thêm đời starter, nó có thêm vài cái đèn led đầu vậy đó. Còn bản này bản tiêu chuẩn thì đèn halogen, mâm là mâm sắt nhưng mà chủ xe đã lên mâm đúc rồi chị. Vỏ lớp còn dày, vỏ theo xe nha, đúng vỏ đúng đát, vỏ còn dày anh chị. 2021 ha, chất xe nè nhìn nó mới lắm anh chị ơi. Còn khá đẹp. Cái này Tâm đánh giá cũng là trên 8 điểm anh chị nha, trên 8 điểm. Hộp số là 6 cấp. Một số dê nữa. Bánh dự phòng chưa sử dụng luôn. Còn cửa cốp capo là chưa hề mở gỡ tháo gì hết. 345 triệu thì bên Tâm sẽ bàn giao cho anh chị được con xe này. Về chỉ việc xài thôi, khỏi suy nghĩ nhiều. Chất xe thì tuyệt vời. Giá cả thì đây, Tâm để là 345 đó. Bánh dự phòng này chưa xài, đồ nghề con đội đẹp lắm. Thì thường những cái bản này là người ta hay mua về để người ta chạy dịch vụ anh chị, nhưng mà chủ này là mua chạy gia đình, bởi vì tài chính người ta có giới hạn nên ta mua xe này ha. Thời điểm mua xe này chắc cũng 500 vô 500 á, vô 500. Thời điểm 21 anh chị, còn bây giờ thì không biết, giờ thì nó có thể thấp hơn à. Hình như là 430 chưa 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 thuế, chưa phí, chưa lăn bánh á. Bây giờ xe này Tâm bán cho chị là 345. Nhưng mà cái điểm cộng nữa là điều đặc biệt nữa là xe này nó hết hàng anh chị. Hết hàng rồi. Chất xe này người ta đầu tư tới nơi tới chốn anh chị. Từ ở trong nội thất cho đến ở ngoại thất luôn. Chả có thấy chê gì hết à. Ưng ý lắm, rất là ưng ý. Chìa khóa còn đủ luôn, hai cái remote một cái cơ luôn.
còn đủ 3 khóa luôn. Cái này có một đời chủ duy nhất anh chị, một đời chủ duy nhất. Keo chỉ thì bên mình bán là bao hết nha, không có một cái lỗi nào luôn á, mâm lớp đẹp lắm. Lòng dè bọng dè thì thôi khỏi nói. Đăng kiểm dài, vỏ theo xe. Còn cái máy thì thôi gọi luôn, cái máy ưng ý anh chị. Em ơi, bên đây nè. Máy mới lắm. À, giờ ta gọi điện á, Tâm tắt điện thoại. À, tí xíu nữa Tâm gọi lại, bởi vì sao phải không? Có một số anh chị nói là làm vậy á, là sẽ mất thời gian của người xem video á, mất hứng. Nên anh chị thông cảm, Tâm cũng rút kinh nghiệm ra từ những cái bình luận rất là thiết thực và rất là tốt để cho mình xây dựng một cái kênh bán hàng cho nó chuyên nghiệp anh chị. Hôm nay là nghiệp dư quá. Anh chị nhìn cái máy mới lắm nha, máy này mới thiệt sự luôn á, năm vỏ heo xe hết, cái máy còn trắng bóc luôn, ốc tán là chưa đụng một con nào ngoại trừ con ốc xả nhớt, còn mà vết son vết xăm đồ là còn y của nhà máy hết, không đâm đụng đâu, không ngập nước đâu, bao cho anh chị luôn chuẩn nha. Và có thắng ABS đầy đủ nha anh chị, có thắng ABS đầy đủ, chất xe mới đẹp keng, chuẩn xe đẹp. À, bàn giao cho anh chị với cái mức giá là 345 triệu là bao rút hồ sơ đưa tận tay nha. Về anh chị sang tên thì đâu đó khoảng 5 triệu nữa là ra tên chính chủ luôn. Còn bên Tâm thì có trách nhiệm là hồ sơ gốc là phải rút, vướng nè, phạt nguội nè, vướng tranh chấp nè, vướng thuế chấp ngân hàng nè, tất cả là bên Tâm phải xử lý hết mới lấy được hồ sơ gốc ra. Khi mà đưa cái hồ sơ gốc trên tay rồi là yên tâm rồi đó anh chị, 100% là của mình rồi đó đó. Còn mà mua xe dân á, giữa hai người dân với nhau á, lỡ mà nó vướng dắp là nó bị phạt nguội hay là bị thế chấp ngân hàng hay là bị tranh chấp á, là anh chị không có biết kêu cùng ai hết, khi mà họ bán xong rồi họ lụm tiền hết rồi. Hôm qua Tâm có kể cái vụ mà mua xe của anh đó, ảnh đăng kiểm 2 năm rồi Tâm bán cho khách, khách đi đúng 2 năm luôn. Bây giờ là cái lúc mà anh đó anh đăng kiểm 2 năm á, là thời điểm đó là chưa có áp dụng cái phạt nguội mà nghiêm trọng như bây giờ, thì sau 2 năm khách sang tên xong là khách đi đăng kiểm mới lại là không được. Điện cho ảnh nói ôi thôi đừng điện tôi nữa, xe đó tôi bán rồi, giờ tôi đâu có trách nhiệm gì nữa đâu. Ảnh nói anh phủi tay luôn anh chị, phủi tay luôn, là phạt 3 lỗi, 2 lỗi tốc độ, 1 lỗi vượt đèn đỏ, phạt 15 triệu, giam bằng 3 tháng. Thì bên Tâm phải xử lý cho khách hàng thôi, thì thương lượng bên Tâm phụ 10 triệu, còn nhiêu khách phụ, nói chung là khách cũng quá là tình nghĩa luôn chị, Tâm phụ 9 triệu còn khách phụ 6 triệu. À, theo đúng nghĩa thì lúc mà đầu khách về, khách khách sang tên rồi khách đăng kiểm lại luôn á, thì nó sẽ qua luôn và không sao, nhưng mà khách lại tiếc cái đăng kiểm mới, tiếc 350.000, khách đỡ về đi luôn, cái là giờ đăng kiểm cái đem cái sổ đăng kiểm cũ ra, cái họ chép lên cái đâu có đăng kiểm được đâu. Nên anh chị mua mà mua của cái đơn vị nào, cái công ty nào, cái cửa hàng nào mà họ có tóc á, thì mình dễ sử dụng dễ nắm, chứ họ không có tóc á, hoặc là mua của một ai đó xong rồi bán xong là phủi tay thì y như trường hợp của Tâm, hên là nó ít, nó chỉ bị 3 lỗi 15 triệu thôi, chứ nó bị tới 100 triệu, 5-70 triệu lúc đó cũng 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 chua đó nha, cũng chua như giấm luôn đó. Đó nên Tâm nói anh chị mua, bây giờ mua xe cũ nó hơi bị mạo hiểm một tí, nếu như mình mua một cái đơn vị đó không có thật sự có tóc, không có thật sự có được cái điểm tựa, thì anh chị cứ suy nghĩ và cân nhắc nha. Còn bên Tâm bán thì lúc nào cũng kề vai sát cánh với anh chị hết, đến khi anh chị bán lại xe thì Tâm thâu lại thôi.
máy này tâm thâu lại cũng khá nhiều, xe khách quay đầu rất là thích, bởi vì khách mình bán cho họ mà mình quay đầu họ là cái thứ nhất á, là cái thương hiệu và cái chất lượng mình bán ra là chất lượng thật. Cái thứ hai nữa là họ xoay sở trong cái lúc khó khăn mà mình hỗ trợ được họ là tuyệt vời, nên nó cảm thấy là nó rất là tình nghĩa và nó ý nghĩa nữa. Anh chị mua xe thì liên hệ cho Tam nha, 0917 215 512 anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị, nhớ follow kênh cho Tam nha.